Kính chào quý cô chú anh chị gần xa đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên nha, để giao lưu những mặt hàng miền Tây đa dạng chủng loại với mình. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc nha, đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên của em ngày hôm nay. Thì tiếp tục em làm clip 136 nha bà con, giới thiệu bà con một số cây kiểng bonsai cũng hàng mới về nha, gồm có là kim quýt và mai chú thủy và quế nữa nha. Hôm nay cũng có đa dạng mặt hàng để giao lưu với bà con, thì qua số điện thoại của em là 0772 8772 78 nha. Thì đầu tiên vô em xin giới thiệu là mã số 1A nha, của clip 136. Đây là một cây kim quýt mình nha, nhưng mà ghép kim quýt Nhật nha con. Đây loại này nó là siêu trái, trái nó ra quanh năm, hàng này nó đang cho trái và rất là sai luôn nha, nó ra cả khoảng 80% trái rồi nha bà con. Tại vì cái trái nó còn nhỏ nữa nha bà con, không thấy rõ ở đây, con xem kỹ đây, trái nó ăn chùm chùm gì luôn. Khi mà nó bự lên nó sẽ chín nó đỏ lên nha. Đây là cái quýt này trái nó bự hơn cái quýt thường mình nha. Đây, trái rất là sai. Đây, trái chùm chùm không nha, mỗi đọt thì cho trái chùm hết luôn. Đây, đây nó đẹp chứ, cái màu xanh lá bà con nhiều khi mình giờ mình không thấy kỹ không nha. Đây, trái rất là nhiều luôn. Khi mà nó chín nó đỏ hết cây là giờ rất là đẹp nha bà con. Đây, cái này thì cũng đã làm hoàn thiện hết rồi nha. Cây rất là đẹp. Đây, dáng cũng phê luôn. Chiều cao của nó nha là 54, tán lá rộng là 55. Đây, chi cây cầm đều đã sửa hoàn thiện hết rồi. Còn nay em đo vị trí này là 25 nha. Đây, vị trí ngay cổ là 25. Còn một thân lớn nhất của nó là 15. Cái này có bồ đế rất đẹp nha. Đây, tổng hoành đế của nó là 58 nha bà con. Đây, đế nơm rất đẹp luôn. Cây chỉnh sửa hoàn thiện hết rồi nha. Đây, hàng này về với mình nuôi thôi, nó vài bữa sau nó lên trái chứ lên nữa là rất là đẹp luôn, trái rất là sai. Đây, loại này là loại siêu trái nha bà con, mã 1A nha. Cái này giao lưu em bao ship toàn quốc luôn, bao gồm chậu cho mình luôn, có giá là 1.600.000 đồng nha. Đây, 1.600.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Đến với mã 2A cũng là cây kim quýt luôn. Đây, cây này là tàn tay chi đều ẩm phỉnh rất là đẹp nha bà con. Đây, hàng này là hàng đều từng chậu hết. Đây, rất là đẹp luôn. Vậy cái bàn quay hơi chậm xíu nha bà con, mình xem kỹ hơn nè. Chiều cao này của nó nha, 68. Tán lá rộng này là 58 nha. Vàng xương dày dặn lắm nha. Đây, đang cho trái rất sai nha bà con. Xương này đều dày tàn hết rồi. Cây này già cây lắm rồi nha, rất là to. Quần này em đo là 34 nha bà con. Đây, quần 34 nha. Đây, dáng mẫu tử rất đẹp luôn nha. Còn một cốt ở trên này của nó thì 21. Cái này là lời một cốt đặc nha. Đây, dàn cốt ở dưới là rất là to luôn, 34 quần luôn nha bà con. Cây này già cây lắm nha. Đây, kim quýt này là kim quýt ghép nha, ghép kim quýt siêu trái. Đây, rất là đẹp luôn, rất là già cây nha. Tay chi xương cành là nếu bắt thôi thì cho nắm bệnh rồi. Rồi giá cây này mã số 2A nha, có giá là 2.800.000 đồng bao gồm chậu, bao gồm phí ship luôn nha bà con. Rồi, đổi cây luôn. Rồi đến với mã 3A. Đây là một cây mai chiếu thủy nha, mai chiếu thủy nu nha bà con. Đây, chung nu, lá chung nha, cây này siêu mini, bà con mình hàng xách tay nha, rất là đẹp luôn. Đây, những ai yêu quý chơi và bonsai mini hàng cầm tay thì những cây này chơi rất đẹp nha, bộ đế của nó đây. Đây, vàng xương này bà con mình nó gai dài cây, nếu bà con mình tỉa sơ lên thôi, cây rất là đẹp nha. Mà cắt cũng liền khá là mạnh nha bà con. Đây, cái này rất là dễ thương, có bộ đế rất đẹp nha. Rất có duyên nha. Đây, em đo hình số luôn. Chiều cao của nó là 15. Tán ngang là 17 nha. Đây, quanh cổ eo này em đo của nó là 12. Đây, bộ đế cũng rất đẹp nha bà con. Giá là 450.000 đồng nha, bao ship toàn quốc luôn. Đây, cây mini để bà cầm tay rất là đẹp luôn nha. Rồi đến với mã 4A. Đây cũng là cây chung nu luôn. Đây, chung nu em còn có vài cây thôi nha, hôm nay đợt này có ít nha bà con, không có nhiều nha. Đây, hàng này là hàng cầm tay, giờ bà con thấy chậu vô. Chiều cao nó cũng nói là 10, tán ngang là 14 nha. Đây, thân của nó thì bằng ngón tay của em thôi, bằng ngón tay thôi nha, nhưng mà cây thì thành chậu,
Đây dễ, nó rất là mạnh luôn. Mà con mình về thay cái chậu vô. Đây, thay chậu mini vô rất là đẹp nha. Đây hàng sách tay. Đây, bonsai mini. Rồi mã số là mã số 4A nha. Cái này có giá là 300.000 đồng thôi nha. Đây 300.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi 5A. Đây cũng là cây mai chú thủy chung nu lá chung luôn nha. Chiều cao của nó là 13, tán lá rộng 15 nha. Thân của nó chừng 6 thôi nha bà con. Đây hàng tất cả là đều thuần chậu hết. Rễ là cứng bầu. Rồi giá 300.000 đồng nha. Đây 300.000 đồng thôi. Đến với mã 6A nha, cũng là một cây mai chú thủy chung nu lá chung. Đây rất là đẹp nha bà con. Đây. Chiều cao này của nó nha. Chiều cao là 13, tán rộng 15 nha. Rồi thân của nó cũng 6 thôi nha. Đây giá 300.000 tương đương thôi. Hàng mình cầm tay để bàn chơi rất là đẹp. Rồi đến với mã là 7A, là một cây linh sam 86 rin nha. Đây cây này dáng bonsai cũng để bàn luôn, rất là đẹp nha bà con. Đây đang cho nụ thì qua đang lên nha. Hàng này về mình cắt chỉ cần chỉnh sửa cắt tỉa thôi chứ không còn gì nữa hết nha. Chiều cao 36, tán lá rộng 48 nha. Thân này của nó khoảng 6 thôi. Đây bộ đế rất là đẹp luôn, cây thì một cốt. Đây hàng cầm tay để bàn chơi, bao đẹp cho bà con luôn, bao lịch sự luôn. Đây cây ghim nha bà con, đã lên bông nó đang nụ rồi, rất là đẹp luôn nha. Đây giá cũng cũng nghĩ cho bà con mình chơi luôn, giá chỉ có là 500.000 đồng thôi nha, bao gồm chậu, bao gồm phí ship. Rồi đến với mã số 8A, cũng là cây linh sam 86. Đây cây này cây ghép gốc sông Hinh nha bà con. Cây này có dáng bay đẹp nha, này xử lý bông rồi đây. Chiều bay này của nó nha là 43, tán lá rộng của nó là 32, thân này em đo là 10 nha. Đây cây rất đẹp, bông đang lên tím cây luôn nha. Rồi giá cũng chỉ là 300.000 đồng thôi, giá rất là hữu nghị nha. Rồi đến với mã số 9 nha. Đây, cái này tàn nó ấm bệnh luôn, tàn nấm nha. 9A. 9A nha. Chiều cao của nó là 23, tán rộng 42 nha. Đây gốc là gốc sông Hinh nha bà con, hoành lực 10 thôi. Mấy này về bà con mới đế lên rất đẹp nha. Rồi giá 300.000 đồng. Đây giá rất là mềm luôn, chỉ có 300.000 thôi, ship tặng nhà cho bà con mình chơi luôn, không cần lo cũng đầy cái ship nữa nha. Cái này thì đang cho nụ bông bà con xem đây, tím nghiệm cây hết trơn. Đây, chiều cao của nó là 34 nha, tán lá rộng nhất của nó là 40, thân này của nó cũng chỉ 10 thôi. Đây thân 10. Rồi 300.000. Đây 300.000 đồng thôi. Rồi 11A. Đây những cái này đều có giá siêu, dáng siêu hơi, bà con mình về thay vô trồng kiểu thôi, chân rất đẹp. Chiều cao của nó là 20, tán rộng là 40 nha. Vành này là 10 luôn. Những cái này đều cho đế nôm hết nha bà con. Về mình chịu khó mình nôi đế lên thì mình thay qua cái chậu kiểu nha. Đây hàng này rất là đẹp luôn nha. Đây rồi 300.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi mã số 12. Đây cũng là cây sa 86 ghép gốc sông Hinh luôn. Chiều cao của nó là 32, tán rộng 44 nha. Đây thân thì cỡ 10 thôi luôn đi. Đây thân 10 luôn nha. Rồi 300.000 đồng, giá rất là dễ chơi luôn nha, bao rẻ bao mềm cho bà con luôn. Giao lưu số điện thoại của em là 0772 877278 nha, bà con cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại giùm em. Đây đến với mã là 13A nha. Một cây sam trái, sam này là sam trái nha bà con. Cây này đã vô dây chỉnh sửa rất là đẹp. Đây chừng là 2 tuần lễ nữa thôi nó ra đọt một cái rất là đẹp nha, ấm đều tàn nha. Đó, giờ vô dây lật lá cho nên dàn xương mà giờ con mình dễ hình dung thấy rõ nha. Đây. Chiều cao của nó là 52, tán lá rộng nhất của nó nha là 78. Đây cây một cốt, vành là 10. Cái này đều cho đấy nơm hết nha bà con. Đây đây bảo đảm cho bà con mình luôn nha, là sâm trái nha. Về bà con mình trồng nếu mà ra sâm bông thì cứ hoàn trả lại cho em. Đây bồi thường cho bà con luôn. Đây cái này giao lưu bà con giá 1.400.000 đồng, bao phí toàn quốc luôn nha. Giá rất là dễ chơi luôn nha. Rồi đến với mã là 14A, cũng là cây sâm trái luôn, đã chỉnh sửa dây hoàn thiện nha. Đây cây chỉnh sửa dáng này bán đổ rất đẹp nha bà con. Chiều cao của nó là 48, chiều đổ này của nó nha, chiều đổ là 82. Đây tán ngang này của nó đây là 55 nha. Cái này tán to nha bà con.
Đây. Hoành thân này em đo là 11 nha. Mấy cái này đều cho đế đều hết trơn luôn, đế nôm đều hết luôn nha. Đây, rất là đẹp. Rồi cái này mã số 14A có giá là 1.500.000 đồng nha. 1.500.000 đồng bao phí toàn quốc luôn nha, bao gồm chậu cho mình luôn. Tiếp theo là mã số 15. 15A. Đây 15A nha, là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Đây cái này nó đang qua đập qua, giờ nó đã đậu trái luôn đây, rất là nhiều trái luôn nha bà con. Đây trái chín nó đỏ luôn luôn. Đây rất đẹp nha. Cái này là tặng nấm rất đẹp. Hàng bonsai vô bonsai chỉnh rồi nha. Chiều cao của nó là 49 nha. Tán lá rộng này là 80. Tán ngang của nó là 60 nha. Cái này bộ đế thì bà con khỏi cần chơi vào đâu hết luôn nha. Rất là đều, rất là đẹp luôn. Đế nôm. Đây. Đế đều 24 giờ luôn. Quành này em đo là 22 nha bà con. Quành 22. Tổng cái nồi đế của nó luôn nha. Tổng nồi đế của nó là 85. Đây rất là khủng nha. Rất là to luôn. Vàng xương chi cầm của nó là bự bằng ngón tay cái em hết trơn rồi nha. Đây. Những một cắt nó thì kéo rất là liền thẹo, bảo đảm cây liền, cây liền nha. Cây liền lạc luôn, khỏe. Đây, rất đẹp luôn. Mã số 15A. Cái này giá cũng rất dễ chơi luôn nha. 1.900.000 đồng bao xí phí toàn quốc luôn nha bà con. Có bao gồm chậu luôn không? Bao gồm chậu cho bà con mình luôn nha. Đây giá rất là mềm luôn. Chậu cũng khoảng 4-500 rồi nha bà con. Đây giá hữu nghị cho bà con mình luôn. Rồi đến với mã 16A nha, là một cây khế. Khế này là khế chua ghép khế xương trái nha bà con. Đây đã ghép rồi nha. Về bà con mình vô dây chỉnh sửa trái nó đây. Chiều cao của nó là 55. Tán ngang của nó là 42 nha. Cái này được cái bộ đế của nó rất là đẹp nha bà con. Và anh em đo ngay cổ rễ luôn nha, là 26 nha. Đây nguyên một bộ đế hình thú luôn. Đây giống như một con bạch tuộc nha. Dáng bay luôn. Đây cây hình chậu nha bà con. Giá cái này đâu luôn bà con, chỉ có 800.000 đồng thôi nha. Đây 800.000 bao phí toàn quốc cho mình luôn nha. Rất là mềm, rất là dễ chơi. Rồi đến với mã 17 nha, cũng là cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm luôn. Đây 17 bà con, lá bà con biết nha. Cái lá nó xắn hết trơn luôn. Hàng này thì đang xử lý cho qua. Nụ nó đang lên đây, 100% đọt thì ra nụ hết trơn rồi. Khi mà nó bung bông luôn một cái là rất là đẹp luôn nha. Đây nụ rất là nhiều luôn nha. Cây này là già cây lắm nha bà con. Con thấy nó vậy chứ nó rất là già cây lắm rồi. Đây. Cây này thì có dáng mẫu tử rất là đẹp. Đây dáng nghệ thuật luôn. Chiều cao của nó là 92 nha. Tán rộng này là 72. Đây thằng mẫu tử luôn, cái này bà con moi lên là hình thú rất đẹp nha. Nó có hai chân trước luôn, hai chân sau. Đây. Hoành này em đo là 18 nha bà con. 18. Đây chi cành cốt của nó là đều hết trơn rồi nha. Đây cây liền lạc. Đây cái cành của nó này bự hơn cái cái của em nữa nha. Rất là to. Cái này lên bông nở trắng cây nó là rất là thơm luôn nha, giờ rất là mê mắt. Đây quế lá xoắn bông chùm đẹp luôn. Rồi giá của nó là 2 triệu đồng thôi nha, 2 triệu đồng bao phí cho mình luôn. Đây giá là rất là nhiều chơi luôn nha bà con. Rồi đến với mã là đây mã số 18A nha, cây linh sam siêu hoa luôn, dáng nghệ thuật nữa nha. Đây rất đẹp. Chiều cao của nó là 28, tán lá rộng là 42. Thân mà em đo là 12 nha. Cây là dáng lắc rất đẹp nha bà con, dáng siêu nghệ thuật luôn. Rồi giá chỉ có là 600 ngàn thôi. Đây 600 ngàn bao phí luôn nha. Rồi đến với mã là 19A. Cây linh sam, sam này là sam ghép sam trắng nha. Cây cũng đã ghép hoàn thiện hết rồi, ẩm hết rồi nha. Đây bảo đảm là màu trắng nha bà con, không có màu khác nữa nha. Chiều cao của nó là 33. Tán lá rộng là 50. Đây, ghép trắng phát hồng đây, có nụ đế rất đẹp nha. Hoành thân là 23 nha. Thân này 23. Đây đế rất là đều luôn. Đế rất lực nha. Đây cái này là màu trắng nha. Cái bông lên rất đẹp.
Rồi mã số 19A nha, có giá là 900.000 đồng bao phí cho mình luôn, bao gồm chậu luôn nha. Rồi đến với mã 20A, cũng là một cây là mai chiếu thủy, trung lưu lá trung luôn, cây là chi tay bắt tứ diện nha. Con nào mà chơi cảnh thì là chơi những cái này rất là đẹp. Rồi. Chiều cao này của nó là 47, tán lá rộng là 55, bông cho ra rất là nhiều, rất là thơm nha. Vành thân em đo là 15 nha. Đây hàng này liều là hàng thường chậu đó. Đi cầm của nó đây. Để con mình chơi bên trong cũng rất là đẹp luôn, bông thơm nha. Rồi giá chỉ có 700.000 đồng thôi, bao gồm chậu bao gồm phí luôn. Rồi mã 21, một cây hồng ngọc mai đã vô dây chỉnh sửa hoàn thiện nha. Mã số 21A nha bà con. Cái trái ở đây màu đỏ, chín màu đỏ rất đẹp nha, ăn được nha bà con. Cái này thì bà con mình về chỉ cần mình tứ thuốc dưỡng thôi là nó mau xanh lên, là nó mau ra bông nha. Đây những cây mà bà con mà yếu yếu này kia rồi thì bà con mình cần tứ hàng Atonis vô. Đây một bịch Atonis có mấy ngàn thôi, bà con mình có thể tứ được 5-6 lần. Đây, nó không có bị mà lạm dụng phân nha, không lạm dụng cây. Đây chiều cao này của nó nha là 46, tán lá rộng là 45, thân thì bằng ngón tay chỏ thôi, thân bằng ngón tay chỏ thôi nha. Đây giá là 350.000 thôi nha, 350.000 bao ship cho mình luôn, bao gồm chậu luôn. Nếu mà bà con mà mình chưa hiểu em hiểu gì những cây thì bà con cứ liên hệ qua số điện thoại nha, 0772 8772 78, để em hướng dẫn cho bà con về cách sử dụng và những loại phân thuốc nha bà con, cho cây nó tốt và phát triển mạnh thêm nữa nha. Còn những hàng chậu thì nó cũng rất là mạnh rồi. Đây mã số 22, chiều cao của là 47 nha, tán lá rộng 48. Mã số 22A nha bà con. Thân của nó cũng bằng ngón tay chỏ của em thôi. Cây là đế nơm luôn nha, cây thường chậu. Đây những cây gì thì bà con mình về là mình chăm sóc, mình tưới nước đều đều cho nó thôi. Đây nó lên rất là mạnh, mình cắt tỉa nó nha. Nó sẽ qua cho qua rất là gọn luôn. Rồi giá là chỉ có 350.000 đồng thôi nha. Rồi đến với mã 23. Đây cũng là cây mai chiếu thủy nu luôn, nu chung nu luôn nha. Cây này sửa dáng bài thân lắc rất đẹp nha. Đây thân nó lắc đây. Cái này là cũng một cây cuối clip nha bà con. Chiều cao 25, tán rộng là 33 nha. Cực lắc nha bà con. Đây. Vành ngay cổ rễ là 17 đi. Chỗ này 17 nha. Cây này đế cũng khá đẹp nha, khá đều. Đây mã 23A. Đây, chung nu lá chung nha. Rồi, cái này giao lưu bà con giá chỉ là 500.000 thôi, bao gồm chậu, bao gồm phí ship luôn nha. Hàng này là hàng bà con tương lai nha. 500.000 đồng. Rất là đẹp luôn. Rồi cái này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay nha, clip 136. Thì em cũng xin các chân thành cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ kênh. Thì bà con nhớ bấm đăng ký kênh để em tìm những cây mới dạ lạ về giao lưu với bà con nha. Và em xin hẹn lại video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh Bonsai Lễ Nguyên nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.